hòa nhập về con người sẽ tự nhiên hòa nhập về công việc. Hòa nhập về con người là nhân, hòa nhập về công việc là quả. Chúng ta để ý câu này này, cố gắng ghim vào trong đầu này. Hòa nhập về con người sẽ tự nhiên hòa nhập về công việc. Hòa nhập về con người là nhân, hòa nhập về công việc là quả. Vì công việc nó đến từ con người. Hầu hết các tổ chức bây giờ yêu cầu anh em hòa nhập về công việc trước. Đâm ra các bạn, đến khi nó hòa nhập xong công việc rồi, nhưng con người nó cứ yếu yếu, sự gắn kết nó cứ yếu yếu, là vì quên mất cái nhân. Cái nhân là con người và là công việc. Hòa nhập về con người của tổ chức rồi mới hòa nhập về công việc. Thay vì mất 2 tháng hòa nhập, chỉ cần mất 3 ngày 1 tuần là hòa nhập. Nếu hòa nhập từ con người các bạn mất 1 tuần là xong. Còn nếu hòa nhập về công việc mất 2 tháng chưa xong, 2 tháng chưa gắn kết được với cái tổ chức đấy. Nhưng nếu các bạn chơi cái game hiểu và thương này một cách sâu sắc, chủ động, 1 tuần thôi là các bạn gắn kết với đội ngũ rồi. Teamwork như ăn cơm mỗi ngày, hay là teamwork là đi 1-2 lần trong năm, cái nào đúng? Teamwork là ăn cơm mỗi ngày. Nên những cái chuyến mà đi team building mà tốn hàng trăm triệu của các doanh nghiệp tôi thấy nó phí lắm. Thì thực chất đó là cái chuyến đi thư giãn và ăn nhậu, chơi vài cái game bậy bạ tí hết. Phải có cái tính đồng cam cộng khổ, vào sinh ra tử mới là teamwork. Còn nếu không làm được cái vào sinh ra tử, đồng cam cộng khổ, thì phải chuyển nó thành ăn cơm mỗi ngày. Tức là ngày nào cũng duy trì, ngày nào cũng đều đặn, phục vụ nhau một tí, quan sát nhau một tí, chăm sóc nhau một tí, thì tự động đội ngũ nó gắn kết. Các bạn để ý trong gia đình nhé, đời sống vợ chồng có thế không? 1 năm đi chơi với nhau 3 hôm, có hâm nóng lại cả năm được không? Hay bản chất nó là ăn cơm mỗi ngày. Vợ chồng ăn cơm với nhau mỗi ngày, gắn kết với nhau mỗi ngày, 15 phút, nửa tiếng, 1 tiếng, biết cách chăm sóc nhau thì gia đình nó êm. Nên nha, teamwork là như ăn cơm 3 bữa mỗi ngày nó mới đúng đấy. Rồi teamwork có chọn lọc được người phù hợp không? Khi các bạn đã hiểu cả một ekip như này rồi thì các bạn có tự động trong đầu xác định bạn nào kém và bạn nào tốt không? Vậy bạn nào kém thì mình phải nâng đỡ, cả nhóm cũng nâng đỡ. Mà nâng đỡ nó lè lưỡi ra 3 tháng, 6 tháng nó vẫn không phát triển thì có nên loại người không? Còn không nó làm chậm tổ chức. Cả tổ chức chạy với 50 cây số 1 giờ, tự nhiên có đứa nó chạy có 20 cây số 1 giờ thì các bạn sao gánh nó được? Luyện cho nó 3 tháng mà nó chả chạy lên được bao nhiêu cây số cả, thì mình phải bỏ nó thôi. Đó. Nên khi các bạn có cái sự teamwork đủ lâu và đủ sâu thì tự nhiên nó chọn lọc con người. Lúc này sếp không cần chọn lọc nữa, giảm tải công việc của ông giám đốc nhân sự, giám đốc điều hành cũng đỡ nhức đầu, vì anh em nó tự lọc với nhau. Khi đã nỗ lực hiểu và thương với ai đó 2 tuần, 4 tuần mà họ vẫn hời hợt, coi việc gắn kết là của ai ấy, không phải của họ, nên cho nghỉ. Cái này phải dứt khoát nha, phải dứt khoát. Nhiều bạn không làm được cái này đâu. Vì sao? Vì họ thiếu dứt khoát, thiếu quyết tâm, thiếu uy. Có ân mà không có uy thì sợ. Một tiếp dĩ hỏa vi quý mà nó sợ. Rồi, bây giờ chúng ta nói đến cái vòng tròn đề nhị thân. Trên bàn của các bạn ấy là có khoảng 5-6 người đúng không? Có bàn thì 7 người rồi. Thì mỗi một cái bàn của các bạn coi như là một tổ đi. Một tổ thì nó xoay là vòng tròn đề nhị thân. Người thứ nhất chăm sóc người thứ hai, rồi người thứ hai chăm sóc người thứ ba, đi hết một vòng. Thì thì đây là vòng tròn đề nhị thân. Còn cái cách mà chúng ta vẫn làm một cái ngẫu nhiên là người A mà chăm sóc người B thì thằng B nó lại chăm sóc lại thằng A. Xong thằng C này nó bơ vơ một mình, thằng D chăm sóc thằng E chăm sóc thằng D, thằng C bơ vơ một mình. Vậy cái tổ này nó chia thành 3 tổ nhỏ. Đây một cặp, đây đứa này bơ vơ, đúng không? Vậy nó thành teamwork chưa? Chưa. Nên khi mà chúng ta chăm sóc ngược trở lại thì nó lại mất teamwork. Thì từ đó thầy Thích Nhất Hạnh là mai mới nghĩ ra cái giải pháp này. Nghĩ giải pháp là người A chăm sóc cho người B thì người B phải chăm sóc cho người kế đó. Rồi nó đi chọn một vòng. Phương pháp này các bạn mà đi xa hiệu quả lắm. Các bạn cho khoảng 100 bé chia thành 10 tổ, 5-6 tuổi đi được rồi. Mà nó đi trong rừng, đi xuống biển mà không lạc đứa nào. Vì cho nó đi thành một vòng. Đứa thứ nhất thì phải nhớ đứa thứ hai, đứa thứ hai nhớ đứa thứ ba. Nó cứ nhớ như thế, nó thành một vòng, nó xếp hàng. Mỗi một đứa chỉ cần nhớ đúng một đứa thôi. Và khi nào mà thấy lạc đứa đó là la làng lên liền. Còn mô hình cái kiểu cũ là cái cậu này mà làm tổ trưởng này thì phải nhớ hết, đúng không? Giao em làm tổ trưởng nha, 10 bạn này là em phải tự chăm sóc nha, lạc đứa nào em chịu trách nhiệm nha. Một đứa nhớ 9 đứa chết ông. Đi một hồi nó ham chơi, nó quên luyến. Nhưng mỗi đứa chỉ nhớ một đứa thì ok. Lúc nào em cứ thấy bóng nó lạc đi là em la làng lên liền. Không thấy nó đâu là làm. Nó rời xa em 2 mét là phải đuổi theo, nó kéo nó lại. Thế là tụi nó lúc nào cũng đi lẳng nhẳng thành đoàn, không bao giờ lạc. Tổ chức cái hàng trăm bé như này vẫn không lạc nhé. Mô hình này hay lắm đấy. Cái mô hình này này, khi mà các bạn chăm sóc lẫn nhau như này này thì nó sinh ra tình yêu này. Anh A chăm sóc anh B, rồi anh B chăm sóc lại anh A đủ lâu thì tình cảm nó phát sinh. Và đây nó gọi là tình công sở. Tình công sở. Nên không nên chăm sóc 2 chiều mà nên chăm sóc 1 chiều thôi. Cái cách cũ của chúng ta là gì? 1 là không chăm sóc, 2 là chăm sóc 2 chiều. Không chăm sóc tức là tâm ích kỷ nó vận hành. Không chăm sóc là tâm ích kỷ, mà tâm ích kỷ thì làm sao xây dựng được đội ngũ? Vậy chúng ta vượt qua tâm ích kỷ bằng cách phải tập chăm sóc đồng đội. Mà tập chăm sóc đồng đội thì nó sinh ra là tôi chăm sóc anh, rồi anh thích tôi anh lại chăm sóc ngược lại tôi. Thế là tình công sở nó xuất hiện. Thì đưa ra cái mô hình này nó bớt tình công sở. Bớt thôi nha, chứ nó bị dính đấy. Vì nó đâu có cam kết được là anh chăm sóc tôi thì tôi không chăm sóc lại anh đâu. Nên nhiệm vụ của các bạn bây giờ là người A chăm sóc người B. Suy nghĩ đi. Suy nghĩ bạn đã được điểm yếu cái gì, điểm mạnh cái gì thì khen cái điểm mạnh một cái câu. Rồi suy nghĩ giải pháp về điểm yếu, cho họ một giải pháp nào đó. Rồi các bạn chia vòng tròn để nhị thân nha. Tôi chăm sóc anh bên cạnh lại chăm sóc anh bên cạnh. Nha, các bạn tự nốt trong nhóm ra đi. Tự nốt ra đi để lát nữa mình đi ăn theo cái vòng tròn này đấy. Không được rời đấy, lạc là đề nhị thân bị phạt đấy. Đề nhị thân tức là cái thân thứ hai ấy. Cái thân thứ hai của mình. Buổi sáng hôm đó họ đến cơ quan mà mặt họ buồn thì mình phải đến chăm sóc họ. Mặt họ vui thì mình hỏi chia sẻ cho tôi niềm vui. Mặt họ buồn thì bảo tại sao có cái nỗi buồn, nó có gì tôi hỗ trợ được không? Thì tự động họ hết. Thay vì là chờ ông sếp thích hay cả tổ nó lâu, thì bây giờ người A chăm sóc người B thì lập tức cái tổ nó được cân quân bình trở lại về mặt cảm xúc. Thì nó gắn kết nhau dễ hơn. Và không chờ ông sếp, lỡ ông sếp ông đi công tác một tuần thì tổ ở dưới nó hoang mang sao? Nên cái mô hình một người sếp và 4-5 người nhân viên hoặc 10 người nhân viên không tối ưu bằng mô hình đề nhị thân. Đề nhị thân vẫn có thể có tổ trưởng được. Trong 5 cái người đó, ABCD đó vẫn cắt ra một người làm tổ trưởng được. Nhưng bản chất anh tổ trưởng đó làm nhiệm vụ là cũng thích khe anh bên cạnh thôi. Anh bên cạnh đấy thích khe anh bên cạnh nữa. Khi nào mà 2 người đó không thích khe được với nhau thì mới báo lên anh tổ trưởng là trường hợp tôi chăm sóc cái bạn này mà bạn không tiến bộ thì giải pháp nào? Thì mình hỏi ông tổ trưởng, ông có kinh nghiệm nhất, ông ta sẽ chỉ cho mình cách nào để chăm sóc cho bạn nó phát triển.